Đầu tuần đi dạy ở quận 1, ở tại cái phòng gym của khu Vinhom. Khi tập yoga, ai cũng biết được là nó sẽ giúp cho tâm trí của chúng ta càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là một học viên của mình, bạn ấy là diễn viên múa. Bạn ấy có cơ địa cực kỳ dẻo. Sau một thời gian dài theo đuổi môn yoga, lúc này các học viên sẽ vượt qua được giai đoạn xem yoga là môn thể thao. Lúc này thân thể và tâm trí của họ được kỷ luật khắc khe. Họ trở nên thật hài hòa và cân bằng. Lúc này cơ thể không còn bệnh tật, và họ cảm nhận được năng lượng sống êm dịu chảy bên trong họ. Thỉnh thoảng học viên cũng rất thích đi ra ngoài tập ở ngoài trời để cảm nhận được không khí, cảm nhận được cây cỏ, cảm nhận được môi trường xung quanh. Đây là một cái buổi tập ngoài trời của học viên. Yoga thực sự có thể mang lại cho bạn nhiều điều hơn là bạn nghĩ. Không chỉ là sức khỏe, vóc dáng, sự bình an, tỉnh tại, sự thăng hoa trong tư duy, tâm trí và linh hồn.